Các bạn nghĩ như thế nào khi thế giới tạo ra một loại vũ khí còn mạnh hơn cả vũ khí hạt nhân? Nếu chiến tranh xảy ra, các cường quốc sử dụng loại vũ khí này chắc hẳn đó là ngày tận thế. Bộ phim CIA tái xuất là bộ phim Tofu muốn giới thiệu cho các bạn hôm nay, nói về một nhóm đặc vụ già với một nhiệm vụ cao cả. Chúng ta cùng vào phim nào. Frank Mose là một đặc vụ đã nghỉ hưu, cùng muốn hưởng thụ cuộc sống về hưu với vợ mình Sarah. Ông bạn già Marvin đột nhiên tìm tới, nói có người muốn giết bọn họ. Frank nghĩ ông ta mắc chứng hoang tưởng, anh lớn tiếng với bạn mình và đuổi ông ấy đi. Không ngờ Marvin lái xe đi chưa bao xa, chiếc xe đột nhiên nổ tung, mới bắt đầu mà ông bạn già đã chết rồi ư. Tại tang lễ, Frank nhìn bạn mình trong quan tài, vẫn còn hoài nghi bởi vì ông ấy rất giỏi giả chết. Frank dùng kim để thử ông, mạnh tay đâm hai nhát, nhưng không có chút phản ứng gì. Lần này thì Frank đã tin, anh khóc tiếc nuối trong đám tang, nhưng anh cũng nhận thấy được nguy hiểm, nên đưa Sarah nhanh chóng rời đi. Kết quả vừa ra khỏi đám tang thì anh bị cảnh sát giữ lại. Vì bảo vệ vợ mình, Frank tự nguyện bị bắt đi. Ở đồn cảnh sát, hai tay anh bị khóa với bàn. Sau đó người của CIA đến, anh ta bảo Frank khai ra tình báo về Solanum. Frank khó hiểu, anh còn không biết đó là thứ gì, nhưng hắn ta không tin, còn lấy tính mạng Sarah uy hiếp anh. Frank nghe vậy tức giận, dùng đầu đập gãy bàn và đánh ngất hai người canh gác. Anh đe dọa một tên trong đó để thoát ra ngoài, nhưng lực lượng CIA rất đông, bọn họ đang truy tìm anh. Trên tay Frank thì vẫn còn đeo còng nên rất khó trốn thoát, hít thở cũng phải cẩn thận. Cũng may lúc này một tiếng súng nổ tung tường. Một người đàn ông ngầu lòi, quen thuộc với Frank là Marvin, anh ấy đến cứu bạn mình. Quả nhiên anh ta chỉ giả chết. Không kịp giải thích, bọn họ nhanh chóng trốn ra ngoài. Sarah đợi ở bên ngoài, ba người họ lái xe bỏ chạy. Để tìm ra kế hoạch Solanum, Marvin tìm được một sĩ quan cao cấp. Dưới sự tức giận của anh ta, tay sĩ quan kia cũng đã khai ra sự thật. Solanum là một loại vũ khí quân đội cao cấp, được một tiến sĩ phát minh trong thời chiến tranh lạnh. Có điều sau đó ông ta đã chết, Solanum cũng mất tích hơn 30 năm. Nhưng 4 ngày trước, có người đăng lên mạng một văn kiện, nói Frank và Marvin từng tham gia kế hoạch Solanum. Vì thế các nước muốn có được Solanum điên cuồng tìm kiếm và giết họ. Nếu như Mỹ không có được, thì các nước khác cũng đừng hòng đạt được. Frank và Marvin phải nhanh chóng tìm ra tung tích của người phát tán tin trên mạng. Rốt cuộc là ai đang hãm hại bọn họ? Frank đến kho lưu trữ tài liệu của trụ sở CIA. Lúc này Jack Curtin của đội điều tra CIA cũng đến. Bọn họ nổ súng điên cuồng vào kho tài liệu. Frank ở bên trong vừa né đạn vừa tìm kiếm thông tin, nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng trốn thoát. Nghĩ tới một người bán tin tức có tiếng, biệt danh là Frog. Cả hai tìm thấy văn kiện trên mạng có địa chỉ IP tại Pháp. Bọn họ sẽ có một chuyến bay đi Pháp ngay lúc này. Đồng thời lúc đó một vị quan cao cấp ở Anh tới khu chung cư tìm người phụ nữ này, tên bà ấy là Victoria. Trước khi giải nghệ từng là một sát thủ khét tiếng. Người đàn ông này muốn Victoria ám sát Frank, nhưng ông ta không biết Victoria và Frank đã quen biết từ trước. Vì thế cô lập tức gọi điện thông báo cho Frank. Còn người sếp đen đuổi ấy giờ đang nằm trong buồng tắm của cô, bị cô cho tắm axit. Victoria còn báo cho Frank một tin mới. Không chỉ nước Anh mà cả CIA Mỹ cũng đang truy lùng giết anh. Người sát thủ được thuê tên là Han, là sát thủ cao tay nhất trong số sát thủ cao tay. Tên sát thủ này đi qua cửa an ninh và bị ép cởi hết quần áo để kiểm tra. Ông ta còn bị bảo vệ lấy hết vũ khí mới cho vào trong. Không có gì trên tay anh ta sẽ làm thế nào. Han nhận được một tấm hình từ người đàn ông già này. Anh ta bình tĩnh gấp thành một thanh kiếm, nhanh gọn lẹ chọc thẳng vào cổ của ông ta. Bảo vệ ở bên ngoài không hề biết rằng ông chủ của mình đã chết, thì ra ông già đó là người thuê anh đi giết người trong hình. Nhưng người trong tấm ảnh đã nhanh hơn ông ấy một bước. Người tiếp theo Han cần giết chính là Frank. Anh ta ngồi máy bay từ Nhân tới đó, rồi tìm tới khách sạn Frank đang ở. Kết quả căn phòng trống trơn không tìm được người. Máy bay của anh ta còn bị cắp mất. Han vô cùng tức giận, còn đám người Frank giờ đã ngồi trên máy bay sang Pháp. Họ vừa đến Pháp thì bị một đám người bao vây. Một người phụ nữ trông rất ngầu và quyến rũ, hôn chặt môi Frank. Sarah ở phía sau nhìn thấy giận tím người. Hóa ra người phụ nữ này là bạn gái cũ Katja của anh, còn là sếp lớn tại nước Nga muốn tìm được Frog. Bọn họ cần tới sự giúp đỡ của Katja. Nhìn Sarah là biết cô không vui, còn Frank thì đưa ra quyết định bán sắc một lần. Thông qua sự giúp đỡ của Katja, bọn họ tìm được Frog ở một nhà hàng, nhưng Frog rất không ngoan, phát hiện điều kỳ lạ, lập tức nổ súng gây ra hỗn loạn rồi chạy trốn ra ngoài. Sau đó cướp được một chiếc xe máy chạy trốn. Frank không đuổi kịp Frog, khi này Katja lái chiếc xe tới. Màn kịch đuổi bắt diễn ra, phía Sarah và Marvin cũng đang đuổi theo tên Frog. Bọn họ lái chiếc xe nhỏ xinh, Sarah cầm vô lăng trên tay vô cùng hưng phấn. Marvin thì sợ tới nỗi phải ngậm ngón cái. Dọc đường bọn họ còn đâm vào tiệm sách bên đường. Sarah tiếp tục lái xe đuổi theo vào ngõ hẹp, không thể chạy nổi nữa. Frog thoát được còn quay lại chọc tức chửi bọn họ. Sau đó bị Frank lao thẳng xe tới, bọn họ đưa Frog về tra hỏi. Cuối cùng cũng có được manh mối quan trọng, một chiếc chìa khóa các bảo hiểm trong ngân hàng. Buổi tối Katja sang phòng tìm Frank, bọn họ đi tới nhà hàng. Frank uống một ngụm rượu vang liền ngủ tiếp đi. Anh quên mất cô Katja là người Nga, một vũ khí như Solanum thi nước nào mà chả ham chứ. Bà ta lấy đi chiếc chìa khóa, Frank ngủ tiếp nên bị trả về khách sạn. Sarah nhìn trong mình vẫn không tỉnh, cô tát mạnh một cái. Anh làm CIA bao nhiêu năm như vậy, vẫn để người ta bỏ thuốc mê sao? May mà Marvin sớm đã đoán trước, đổi chiếc chìa khóa thành chìa khác. Chìa khóa thật vẫn còn ở chỗ họ. Tiếp theo họ đi tới ngân hàng, nhưng trên đường gặp phải một vụ nổ súng. Chính là sát thủ Han đã đuổi tới đây, dùng súng máy hạng nặng nhắm vào hai người.
Vào thời khắc nguy cấp, Marvin nhớ ra mình đem một quả lựu đạn. Bọn họ cho nổ đường cống nước, nhanh chóng trốn thoát. Cuối cùng cũng tới được ngân hàng, mở két bảo hiểm ra, tìm thấy một phần tài liệu cá nhân. Người này cũng từng tham gia kế hoạch Solanum, bây giờ đang bị nhốt ở đâu đó tại London của Anh. Bọn họ lập tức xuất phát. Trên đường gặp phải người từng giúp họ là Victoria. Từ đó biệt đội đặc vụ CIA đã tập hợp đủ. Mọi người vội đi tới nơi giam giữ, phát hiện ra đó là bệnh viện tâm thần. Họ cải trang thành bác sĩ đi vào bên trong, đến nơi sâu nhất mở cánh cửa sắt ra, nhìn thấy những bức tường viết đầy công thức, còn có một ông già tóc bạc. Ông ta chính là tiến sĩ phát minh ra Solanum năm đó. Không chỉ chưa chết mà còn bị người Anh nhốt hơn 32 năm, Victoria chích điện làm ông ta ngất để Frank đưa ông ta đi. Một mình ở lại điều tra sự việc, Frank đưa theo tiến sĩ đến Nga. Bởi vì ông ta nói Solanum được giấu ở đây, tiến sĩ đưa họ đi lòng vòng gần nửa ngày, đến trước một tòa nhà màu đỏ. Điện Kremlin, thứ vũ khí với uy lực to lớn ấy, không ngờ được giấu ở nơi trung tâm của nước Nga. Khi còn chiến tranh lạnh, bọn họ đào một đường hầm mật dưới đất, dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ. Đám đặc vụ của Frank lại mở ra đường hầm ấy, đi vào dưới lòng điện Kremlin. Ở đây họ tìm được Solanum đã mất tích hơn 30 năm nay. Solanum chính là bom thủy ngân đỏ trong truyền thuyết, một ống nhỏ nhưng uy lực còn hơn cả hạt nhân. Nó không có tín hiệu, không có bức xạ, đưa nó tới bất cứ đâu cũng sẽ là vũ khí mạnh nhất toàn thế giới, nhưng cũng sẽ làm hủy diệt cả trái đất, vì thế không được để nó rơi vào tay bất kỳ quốc gia nào. Bọn họ đưa Solanum trốn ra khỏi đó, trốn tới một nơi khá an toàn, đang chúc mừng cả nhóm tìm được vũ khí kinh điển nhất, thì Frank nhận được cuộc điện thoại. Là Victoria gọi tới, cô ấy tìm ra được một sự thật đáng sợ. Hóa ra người Anh nhốt tên tiến sĩ lại là vì ông ta mới chính là tên điên muốn có được Solanum. Frank nghe xong biết chuyện không được ổn, vừa quay đầu lại tiến sĩ đã ở đằng sau chỉ súng vào mình. Ông ta nói với Frank, năm đó vì để có được Solanum, cơ quan tình báo nước Anh không chỉ nhốt ông ta 32 năm mà còn giết chết vợ và con ông. Ông lập ra kế hoạch chính là để báo thù. Tiến sĩ dùng súng uy hiếp Frank, sau đó cướp đi Solanum. Không lâu sau, nhóm Frank nhận được tin, tiến sĩ lái máy bay sang London, đem giấu nó vào đại sứ quán Iran. Xem ra tiến sĩ vì muốn báo thù mà định cho nổ cả London. Bọn họ buộc phải nhanh chóng đi ngăn cản việc đó, nhưng lúc này sát thủ Han lại xuất hiện. Frank và Han lại đấu tay đôi đổ máu, nhưng mãi không kết thúc. Frank dừng lại, anh nói cho Han về chuyện Solanum. 100.000 mạng người London trong cảnh chờ chết, cậu muốn giết mình tôi hay đi cứu sống hơn 100.000 người đó? Han bị anh thuyết phục quyết định hành động cùng bọn họ. Cả nhóm đến London, nhưng vừa vào đại sứ quán Iran thì đã thấy vài cái xác và quả bom Solanum đã bắt đầu đếm ngược. Bọn họ cầm quả bom định rời đi thì bị đám vệ sĩ ở đây phát hiện, hai bên nổ súng. Lúc hỗn loạn, tiến sĩ đột nhiên xuất hiện, bắt Shah ra đi, mọi chuyện đều là âm mưu của ông ta. Ông ta muốn đổ lên đầu Frank. Frank và Marvin đem quả bom ra khỏi đại sứ quán, lại cướp thêm một chiếc máy bay nhanh chóng rời khỏi đó. Victoria và Han lái xe đuổi theo tiến sĩ, nhưng bọn họ cũng bị người khác đuổi theo. Phía trước còn có vài chiếc xe cảnh sát đứng chờ sẵn. Làm sao đây? Sau màn biểu diễn, cuối cùng họ cũng thoát được sự truy đuổi, nhưng cũng để tay tiến sĩ chạy thoát. Mặt khác, trực thăng của Frank bị bắn ngã. Cũng may bọn họ không sao, bọn họ vội cầm theo quả bom chạy tới sân bay, buộc phải lập tức rời khỏi London. Nhưng Frank vừa lên máy bay thì nhìn thấy tiến sĩ đã đi trước một bước. Ông ta lấy Shara ra trao đổi, để Frank cầm quả bom đi xuống, sau đó một mình lái máy bay chạy thoát. Nhưng bay được nửa đường, ông ta nghe được một âm thanh quen thuộc, mở cánh tủ ra, không ngờ quả bom lại ở đó. Quả bom nổ tung trên bầu trời chuyển đỏ, hóa ra là Frank giấu quả bom đó trên máy bay. Cái hộp anh mang xuống là chiếc hộp rỗng. Những người còn sống sót ở dưới mặt đất đều rất mừng, trừ tên Han, bởi vì thứ khi nãy bị nổ tung là máy bay của hắn. Hắn ta bảo Frank bồi thường, nhưng anh lại biểu hiện như là có thời gian nói sau nhé. Bộ phim kết thúc, bạn tưởng cuối cùng bọn họ được hưởng thụ cuộc sống sao? Nhưng họ lại thực hiện nhiệm vụ mới, không mang tính mạng, tiếp tục lăn lộn với nhiệm vụ.